Hello các bạn, tôi là GNDTT và tôi đang trong vai người sắt Iron Man. Đúng như tiêu đề video này, bọn tôi đang cố gắng để đi tìm lại thần sấm Thor. Bọn tôi, biệt đội Xê Hùng đã tụ tập đủ 4 người rồi. Còn thiếu thần sấm Thor và Captain America nữa. Và ngày hôm nay thì bọn tôi đang trên đường đi tìm thần sấm Thor đây. Nhưng mà có vẻ việc này hơi khó khăn bởi vì bọn tôi không có một chút thông tin nào. Không biết là anh ấy đang ở đâu. Nhưng mà bởi vì nhiệm vụ của biệt đội Xê Hùng vẫn phải tiếp tục. Bọn tôi vẫn phải vào những cái hang ổ của bọn kẻ xấu này để tiêu diệt bọn chúng mà không có thần sấm Thor. Trước khi chúng ta lên đường tìm Thor thì chúng ta vào cái căn cứ ở ngay đây để tiêu diệt bọn robot trong này đã. Đang có cả người khổng lồ xanh và người co giãn ở đây rồi. Nhân tiện thì có tới gần 85% anh em xem video chưa bấm đăng ký kênh. Anh em đơn giản lắm, chỉ cần kéo xuống một tí, bấm thích video này, xong rồi bấm vào cái nút đăng ký kênh màu đỏ đỏ. Và thế là xong. Chúng ta sẽ tiến nhanh hơn đến con đường 700.000 người đăng ký, anh em hiểu không? Đấy. Nào, không để mất thời gian của anh em, cùng đi tìm thần sấm Thor và thử xem sức mạnh của thần sấm Thor sẽ mạnh đến như thế nào nào. Let's go. Thật sự thì ngày trước có Thor ở trong đội hình của bọn tôi, giải quyết mấy thằng robot này đơn giản lắm. Thật ra bây giờ không có anh ấy thì tôi vẫn mạnh. Này, tôi vẫn là người sắt Iron Man. Tôi vẫn bắn tên lửa các thứ. Nhưng mà với cây búa sắt của anh ta có thể dọn dẹp cái bọn lính này một cách đơn giản. Hơn nữa thì Thor cũng là một thành viên quan trọng trong đội hình của bọn tôi. Thiếu anh ta cảm thấy rất là trống vắng. Ủa anh em ơi, đoạn này có vẻ đông này. Đợi một tí nhá. Tôi phải mang con robot chiến đấu của mình ra đã. Đây, sức mạnh của tao đây. Mấy thằng oắt con robot này, tôi chấp chúng nó một tí và chúng nó cứ nhờn. Đây, được chưa anh em? Với những anh em nào xem tập trước thì anh em cũng đã biết con robot này của tôi rồi. Là một con robot khổng lồ. Tôi có thể cân được cả đội hình địch chỉ bằng con robot này. Tuy nhiên thì con robot này nó sẽ có giới hạn thôi mọi người nhá. Tôi sử dụng nó đấm đá một lúc nữa là nó sẽ hết. Nên là chúng ta phải tận dụng cái lúc nó còn hiệu lực để hạ gục càng nhiều bọn kẻ địch càng tốt. Nhưng mà cái thằng robot cua này trâu chó đấy. Trâu đánh lâu cũng chết. Trâu với tao á. Đó, ok. Quá đơn giản. Bây giờ là chúng ta sẽ trở về căn cứ các bạn nhá. Nhiệm vụ hôm nay như vậy là hoàn thành. Đây là căn cứ của biệt đội siêu anh hùng mọi người ạ. Thật ra tôi định dẫn các bạn đi tham quan từng chỗ một. Nhưng mà có một cái này nó hơi căng thẳng một chút. Đó là bọn tôi vừa nhận được một tin báo là một lượng vô cùng lớn kẻ địch chuẩn bị tấn công vào căn cứ của bọn tôi. Tức là chúng nó sẽ đánh tận vào đây. Rất đông mọi người ơi, đông hơn tất cả những cái trận chiến trước rất nhiều. Bởi vậy nên là tôi không thể dẫn các bạn đi tham quan được. Thế rồi, không biết là bọn tôi có thể chống cự lại cái đợt tấn công này hay không. Ôi không, chúng nó đã vào tận đây rồi. Người có giãn, tôi phải làm gì đó mọi người ơi. Chúng nó tấn công quá nhanh và bọn tôi không kịp trở tay. Tôi phải khổng lồ hóa lên một chút vậy. Có lẽ là tôi sẽ chống cự được một lúc, nhưng mà không quá lâu. Bởi vì bên ngoài kia robot đến rất đông. Không được rồi, căn cứ bọn tôi sẽ bị chiếm mất. Bên ngoài kia đông lắm mọi người ạ. Lát nữa tôi ra cho mọi người xem. Phải cho một vài anh em phòng thủ ở trong đấy. Còn bọn tôi phải bay ra ngoài này, bởi vì ở bên ngoài này có một con robot khổng lồ, siêu khổng lồ. Và chúng ta phải ngăn chặn nó. Đây rồi, các bạn nhìn lại. Ui, con này to hơn rất nhiều những con mà lần trước chúng ta được chứng kiến mọi người ạ. Nhìn ngoại hình có vẻ giống con cua, nhưng mà lại trông cũng giống cái cần cẩu nhá, thế mới lạ. Nó phóng ra những tên lửa đuổi. Và tôi sẽ phải tấn công vào những điểm yếu của nó là ở phần những cái chân. Tốc độ bay của những cái tên lửa đuổi cũng không phải quá nhanh. Ui, hoặc là nó chưa điên lên các bạn ạ, đến lúc nó điên lên rồi. Tất cả mọi người cẩn thận nhá. Tập trung đánh vào phần chân của nó, đấy chính là điểm yếu của nó. Tôi cần phải tìm ra những cái vị trí quan trọng và những nơi có thể tấn công vào được. Bởi vì xung quanh con quái vật này đều là được bọc bằng sắt thép và một loại hợp kim gì đó vô cùng cứng rắn mà tôi không thể xuyên phá qua được. Tức là chúng ta vừa tấn công vào chân của nó và bây giờ nó đang hơi bị mệt một tí này. Nhanh tranh thủ đấm thẳng vào mặt nó. Đây này, hạ gục chưa? Thôi xong, không những không hạ gục được mà nó lại còn điên lên. Ban nãy là nó mới chỉ sử dụng 1/3 sức mạnh nó thôi, nó chấp bọn tôi. Nhưng mà bây giờ nó chó rồ lên rồi. Gì vậy, quét tia laser hủy diệt. Đỡ thế nào được. Rất nhiều những ụ súng được trang bị trên người con robot này. Anh em hãy tấn công vào ụ súng của nó. Người khổng lồ xanh, phần chân và phần đầu, đó chính là điểm yếu con robot. Hãy bảo mấy anh em kia tấn công vào đấy. Tôi sẽ bay ở trên để kiểm soát những khẩu pháo và phá hủy chúng. Cố lên nào. Bây giờ nó quét cả laser lẫn bắn cả pháo rồi mọi người ạ. Và đây hoàn toàn là những cái tên lửa đuổi nhá, không chạy được. Nó đuổi đến khi nào trúng thì thôi, thế thì đỡ kiểu gì nhỉ. Đây rồi, nó mệt rồi. Này, ai đó ra đấm vào phần đầu này cùng tao được không? Đầu chính là điểm yếu, đúng rồi. Không ổn rồi anh em, con robot này quá mạnh. Bọn tôi đang thực sự bất lực. Cho dù có tấn công vào đầu nó cũng không ăn thua nhá mọi người nhá. Bọn tôi đang cạn kiệt sức lực. Cứ với cái đà này chúng tôi sẽ thua. Và căn cứ sẽ bị chiếm.
Thần Sấm Tho ơi, tôi cần anh. Bọn tôi cần Thần Sấm Tho ngay lúc này. Bây giờ mới biết anh ta quan trọng như thế nào. Ê à, thôi chết rồi. Tôi không chịu được nữa rồi. Xin lỗi những người đồng đội của tôi. Tôi không đỡ nổi nữa. Ơ kìa, cái gì đấy? Anh Giai nào làm gì ấy nhỉ? Súng thu nhỏ à? Trời ơi, tại sao có cái súng như vậy mà không làm từ đầu? Để bọn tao đánh mệt hết cả người. Cái súng thu nhỏ thì phải lôi ra từ đầu chứ. Bực thế nhỉ? Tuyến phòng thủ ở phía bên trong gần như là đã mất rồi mọi người ạ. Trong lúc bọn tôi bận ra đánh nhau với con robot khổng lồ thì bên này kẻ địch đã tiến sâu vào và bao vây hết. Người dân thì đang rất là loạn lạc. Ồ, ai đây? Có phải là anh ấy phải không? Oh my god. Anh ấy đã trở lại rồi. Thần Sấm Tho, oh my god. Anh đây rồi, bọn tôi đợi anh mãi. Rốt cuộc khoảng thời gian ấy anh đã đi đâu? Biệt đội xe ngùng gần như đã tụ tập rồi. Chỉ còn thiếu một vài người, trong đó có anh. Đây rồi các bạn ơi, có Thần Sấm Tho trở lại rồi. Bọn robot này nhá. Chúng mày ăn mấy cái quả búa này đi nào. Ui giời ơi, chiến thắng là đây chứ còn là đâu nữa anh em. Sức mạnh thực thụ, một vị thần. Tôi không biết là quãng thời gian qua anh ta đã làm gì và ở đâu. Ăn mặc quần áo trông rất là thường dân. Nhưng không quan trọng, anh ta đã trở lại rồi với sức mạnh đó. Để tôi hạ gục mấy con robot khổng lồ này nào. Con robot này nó cũng cứng cỏi, nó cũng tỏ ra là khổng lồ. Xung quanh nó có một cái lớp màng bảo vệ, các bạn thấy không? Để tôi sẽ cho các bạn xem cái chiêu thức này. Tôi sẽ chấp tất cả những cái lớp màng bảo vệ luôn. Màng bảo vệ, đỡ cái này đi. Thật đơn giản. Nhưng mà có vẻ chúng ta vẫn còn việc để làm anh em ạ. Ui rồi. Hello bạn nhỏ, lâu lắm rồi mới gặp lại. Ôi kìa, tao Thần Sấm Tho đây. Đây, bạn bè. Thằng người khổng lồ xanh này nó căng thẳng lắm các bạn ạ. Nó cứ không nhận ra chúng ta, nó đánh hết. Những siêu anh hùng kia đang gặp khó khăn với việc tấn công qua cái lớp màng robot. Và để tôi, có lẽ là chỉ có tôi có thể đánh xuyên qua được lớp màng này. Thì các bạn xem phim thì các bạn cũng sẽ biết là cái búa của tôi là một cái búa nặng hàng nghìn tỷ cân. Không ai có thể bê được nó cả, và chỉ một mình tôi thôi. Nếu mà các bạn biết ai có thể nhấc được cái búa này nữa thì các bạn hãy bình luận xuống phía dưới cho tôi nhá. Nào người khổng lồ xanh, xử lý con robot này thôi. Phối hợp 1 này, 2 này, 3 này. Có vẻ như là bọn robot này vẫn còn đông. Vậy thì đã đến lúc tôi phải sử dụng chiêu thức dòng xét thần thánh. Ồ kìa, sao dòng xét thần thánh nhìn không mạnh thế nhỉ? Trông có vẻ yếu ớt mọi người ạ. Chúng ta phải nhanh lên bởi vì quân lực của kẻ địch càng ngày càng tiến đến đông. Nếu không hạ gục những con robot khổng lồ này sớm thì biệt đội siêu anh hùng của bọn tôi rất dễ bị chiếm hoàn toàn căn cứ anh em ạ. Iron Man, người khổng lồ xanh, kết hợp lại đi, đừng tách ra nữa. Không phải là bọn robot này nó có súng nhá, nó chơi bẩn rồi đứng nó bắn từ xa. Không thì tôi đã dã cho chúng nó hết một trận cả rồi. Bực thực sự. Ghét nhất là cái phòng đấu cận chiến chúng nó lại cứ mang súng vào. Người khổng lồ xanh, người sắt, đứng xử lý con robot này. Còn một con đằng kia tôi ra tôi xử lý nó nốt. Một mình tôi cân được. Anh em cố gắng nhá. Con này cứng như quả trứng. Tôi đã đánh giá quá thấp nó rồi. Một mình tôi có lẽ là không cân được. Không biết nó có điểm yếu nào không nhở. Cứng lắm anh em ơi, cứng cỏi. Đây rồi các bạn, tôi đây rồi. Tôi vẫn cần các bạn, tôi không một mình cân được. Nào đấy, phối hợp phát là xong ngay này. Rồi, ok. Quá bắt mắt, quá tuyệt vời. Lại thêm một con nữa, và con này có vẻ như là nâng cấp hơn rất là nhiều. Được rồi, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch. Là tôi đã phát hiện ra điểm yếu của chúng nó nằm ở dưới bụng. Và tôi cứ đứng xa, tôi ném cái búa xong tôi lại hút cái búa lại. Tôi cứ làm thế liên tục. Ui, trí tuệ quá. Đúng trí thông minh Việt Nam. Các bạn thấy không? Nhưng mà khoan nhá, có vẻ như là cái màng của con này nó quá cứng này. Thôi được rồi, tôi sẽ phải sử dụng đến một trong những chiêu thức tối thượng của tôi. Tôi không thích dùng cái chiêu này lắm bởi vì nó tốn nhiều năng lượng. Nhưng mà con robot này đã khiến tôi phải làm vậy. Anh em xem này. Rồi, không ổn rồi. Bọn robot này đang lao cả cái phi thuyền này xuống thành phố mọi người ơi. Chúng nó định lao thẳng vào thành phố, phá hủy hoàn toàn thành phố luôn. Được rồi anh em tránh ra. Tôi sẽ sử dụng cái sức mạnh xét để nắn cái phi thuyền này lên trên. Ây da, gắng lên nào. Cố lên, ui nặng lắm mọi người ơi. Nhưng mà tôi phải làm được, nếu không thành phố này sẽ chết. Được rồi. Hết hồn. Tôi không biết vì sao mà Iron Man với cả người khổng lồ xanh đang đấm nhau.
tranh luận về cái gì đó sau trận chiến vừa rồi, mặc dù bọn tôi đã chiến thắng. Chắc là tranh luận xem công ai to hơn. Chúng nó đùa vui tí thôi, lát nữa là chúng nó lại hòa bình. Nhưng mà tôi quen rồi chuyện này. Ủa ôi, tôi là GNDTT. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Từ từ nhé, tôi phải đi can hai cái thằng này lại đáp. Có vẻ chúng nó hơi căng. Bye bye anh em. Ủa ôi, thôi dừng lại đi.